Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu đề nghị báo cáo hiện trạng, việc duy trì và đáp ứng điều kiện về giấy phép kinh doanh xăng dầu theo các nghị định kinh doanh mặt hàng này. Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu sẽ phải báo cáo chi tiết về điều kiện có cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu, phương tiện vận tải xăng. Doanh nghiệp đầu mối cũng phải báo cáo cụ thể về hệ thống phân phối xăng dầu, trong đó liệt kê các cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, báo cáo hệ thống phân phối xăng dầu với các thông tin cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê, cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng trực thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, báo cáo gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 1 năm 2024.